Lúc này, hầu khắp khu vực Nam Bộ đang nắng ráo. Tuy nhiên là khả năng ngày hôm nay, khoảng nắng đẹp này sẽ chỉ kéo dài đến trưa, sau đó trời sẽ chuyển mưa. Và nếu quý vị có các hoạt động vui chơi ngoài trời, thì có thể sẽ cảm thấy hơi nóng khi mà nhiệt độ cao nhất tại Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cần Thơ và các nơi khác của khu vực Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 31 đến 33 độ C. Khoảng đầu giờ chiều thì mưa sẽ bắt đầu xuất hiện ở Nam Bộ. Càng về chiều, mưa sẽ càng nhiều hơn. Dự báo là cục bộ có những nơi mưa rất to với lượng mưa trên 70mm. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh đi kèm. Ngoài ra, mưa lớn không làm nước thoát kịp sẽ gây ngập úng ở khu vực trũng thấp, ven sông và vài tuyến đường thuộc đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Phước và Đồng Tháp. Về dự báo chi tiết cho thành phố Cần Thơ, trong ngày hôm nay và cả hai ngày nghỉ tới, ngày hôm nào trời cũng sẽ có mưa xuất hiện về chiều. Thời gian phù hợp cho các kế hoạch vui chơi và hoạt động tham quan du lịch sẽ là buổi sáng và tối khi mà trời tạnh ráo. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 32 độ C, hai ngày còn lại giảm xuống 30 độ C. Tối và đêm, nhiệt độ mát mẻ 23 đến 25 độ C. Còn tại thành phố Phú Quốc, trong ngày hôm nay, dự báo buổi sáng trời có nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày là 31 độ C. Về chiều tối, trời sẽ chuyển mưa rào nặng hạt kèm theo dông. Tối và đêm, trời tạnh ráo, nhiệt độ thấp nhất 27 độ C. Về thời tiết biển trong ngày hôm nay, khắp khu vực biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, dự báo trời mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy, tầm nhìn xa 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Còn khu vực biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, gió chỉ khoảng cấp 4, cấp 5, nhưng dự báo trời cũng mưa dông rải rác, tiềm ẩn gió giật cấp 7 đến cấp 8,